Sinh lực quyển giảng nghĩa trang 9. Đếm ngược hàng thứ năm, một câu sau cùng, chúng tôi từ câu này đọc ra: hữu niệm chư Phật chi giới, cập niệm quá khứ chư Phật, hiện tại Bồ Tát đẳng, năng tác năng tác, năng xả năng xả, nội xả ngoại xả, nội ngoại xả, thử đẳng Bồ Tát đáng dục niệm pháp, bất tích thân tài. Hôm qua chúng tôi đã giảng đến đoạn này. Trong đoạn văn này chú trọng ở nơi niệm giới và niệm xả. Chữ giới này đã trình bày cho quý vị rồi. Trong chữ xả này, hàm nghĩa của nó rất là sâu rộng. Theo trong kinh luận thông thường nói, tu hạnh Bồ Tát tức là tu lục độ. Tu lục độ thứ nhất là bố thí. Bố thí tức là xả. Tại trong thập nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát có nói rộng tu cúng dường. Cúng dường cũng là xả. Cúng dường cũng là xả. Tại trong tứ nhiếp pháp thứ nhất cũng là bố thí. Bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự. Do đây mới biết phương pháp tu hành của trong Phật pháp, bất luận là đại thừa hay tiểu thừa, đối với chữ xả này vô cùng coi trọng. Chúng ta muốn hỏi vì sao phải coi trọng cái phương pháp tu hành này? Nếu chúng ta hiểu rõ chân đế giáo học của Phật pháp thì bạn tự nhiên sẽ rõ ràng. Sự giáo học của Phật pháp dùng lời cạn cợt mà nói là nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Sau khi hiểu rõ chân tướng, làm thế nào để khôi phục lại bản năng của tự tánh? Đây là chúng ta phải tìm cầu trong Phật pháp, cũng là chúng ta hy vọng có thể đạt đến mục tiêu. Tất cả chúng sanh học Phật mà không thể đạt đến mục tiêu này, cái nguyên nhân là không chịu buông bỏ. Cho nên tu học Phật pháp, việc đầu tiên là phải biết xả bỏ. Cái ý niệm tự tư tự lợi mà không buông bỏ thì không thể ra khỏi luân hồi. Đối với những danh từ pháp tướng của tất cả các pháp, nếu không buông bỏ thì cũng không thể kiến tánh. Cho nên chẳng những phải xả bỏ nhân ngã, và cũng phải xả bỏ pháp ngã. Trong kinh Kim Cang nói rất rõ ràng, pháp còn phải xả bỏ, huống chi là phi pháp. Hay nói cách khác, nếu muốn thành Phật, phương pháp thành Phật như thế nào? Tức là phải xả bỏ tất cả pháp cho sạch sẽ rốt ráo, thì đó gọi là thành Phật. Nếu còn có một pháp chưa xả hết thì không thể gọi là Phật, chỉ là bậc Bồ Tát cao nhất
tức Đẳng Giác Bồ Tát. Bậc Đẳng Giác Bồ Tát hãy còn cái gì chưa buông xuống, chưa xả bỏ? Họ còn có một niệm sanh tướng vô minh, họ vẫn còn chấp trước điều này, vẫn chưa buông bỏ điều này. Nếu họ xả bỏ một niệm sanh tướng vô minh thì họ liền thành Phật, thì công đức được viên mãn. Do đây mới biết tu học Phật pháp, từ mới phát tâm mãi cho đến thành Phật, tu cái gì? Là tu buông bỏ lại buông bỏ. Vậy thì được rồi, bạn buông bỏ càng nhiều thì phẩm vị của bạn càng cao. Nếu bạn buông bỏ càng ít thì phẩm vị của bạn càng thấp. 51 cái giai cấp là từ chỗ này mà có, chỉ là xem họ buông bỏ được bao nhiêu. Cho nên xả thật là khó, không dễ. Nếu là dễ dàng thì mọi người đều đã thành Phật. Vì sao bạn không thể thành Phật? Là vì bạn không chịu buông bỏ. Đại sư dạy cho chúng ta, vì sao quá khứ chư Phật đã thành Phật? Là vì các ngài đã hoàn toàn xả bỏ rốt ráo. Việc xả bỏ đó đã thuộc về quá khứ, còn hiện tại Bồ Tát còn đang tu học, tức là cũng đang tu xả. Quý vị hãy xem bốn câu này. Năng tác, năng tác, năng xả, nội xả, ngoại xả, nội ngoại xả. Tại trong Kinh Hoa Nghiêm, nói bốn câu này rất nhiều, cũng nêu ra rất nhiều thí dụ. Trong phần kinh văn rất dài, có nói vài thí dụ cho chúng ta biết. Nếu không xả thì nhất định sanh ra chướng ngại. Chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đây cũng là thường nói. Cái pháp môn này là pháp môn dễ dàng nhất. Thật ra nói pháp môn này dễ dàng nhất là so với những pháp môn khác mà nói. Sự thật cũng không dễ dàng. Nếu thật sự dễ dàng như vậy thì chúng ta sớm đã vãng sanh tịnh độ rồi, sao còn ở lại đến ngày nay? Vì sao không dễ dàng? Vì không chịu buông bỏ. Cuối cùng cũng là một câu này, không chịu buông bỏ. Nếu muốn trong đời này có thể vãng sanh tịnh độ, Phật và Tổ sư thường dạy những người niệm Phật phải buông bỏ hết tất cả thân tâm thế giới. Thì sẽ được lợi ích gì? Chỉ cần bạn tạm thời buông bỏ, hễ buông bỏ thì được vãng sanh, gọi là đới nghiệp vãng sanh. Cách buông bỏ này giống như dùng đá đè cỏ vậy, chưa có bứng gốc, chỉ là tạm thời đè nó xuống mà thôi. Dùng cái gì để đè xuống? Dùng nguyện lực của vãng sanh và định lực của niệm Phật. Chúng ta dùng nguyện lực và định lực có thể tạm thời khống chế tất cả vọng niệm. Không để nó khởi tác dụng thì bạn có thể vãng sanh tịnh độ. Đó là nói pháp môn này dễ dàng nhất là ở chỗ này. Còn những pháp môn khác dùng cái công phu này cũng vô dụng. Dùng cái công phu này không thể ra khỏi tam giới. Nhưng trong pháp môn tịnh độ thì cái công phu này giúp ích rất lớn, có thể giúp cho bạn được vãng sanh. Quý vị phải ghi nhớ một điều, vào lúc nào thì dùng cái công phu này? Là vào lúc một niệm sau cùng lúc lâm chung thì hữu dụng. Nếu một niệm sau cùng sắp lâm chung mà rối loạn thì trong tâm có chuyện lo lắng bồn chồn thì trong đời này không thể vãng sanh.
chỉ là trong đời này tu được một ít thiện căn. Cái thiện căn này không biết đến đời nào kiếp nào mới có thể hòa nợ kết trái. Điều này thật là rất khó nói, cho nên nhất định phải trân quý cái nhân duyên này. Tất cả chư Phật quá khứ họ đã xả bỏ hết, hiện tại chư Bồ Tát cũng đang xả bỏ tất cả. Vì sao chúng ta không chịu xả bỏ? Ở phần sau sẽ nói rất rõ ràng. Những số Bồ Tát này đảng dục niệm pháp bất tích thân tài, tức là chư Bồ Tát này có thể xả bỏ thân mạng và tài vật. Trong quá trình chúng ta tu học, trước tiên chúng ta phải xả bỏ cái gì? Không nhất định. Do lòng tham của mỗi người khác nhau, tự mình bình tĩnh mà suy xét. Ta đối với hết thảy các pháp trong thế gian này, ngũ dục lục trần, danh văn lợi dưỡng, xem thứ nào ta tham nhiều nhất. Thứ nào tham nhiều nhất thì thứ đó là bệnh độc sâu nhất, là phải xả bỏ trước. Nếu xem tiền tài nặng nhất thì trước tiên xả bỏ tài. Nếu xem cái danh nặng nhất thì trước tiên xả bỏ cái danh. Cho nên mỗi một người khác nhau. Có người xem tiền tài rất nhẹ, nhưng lại xem cái danh thì rất nặng. Đích thật là có những chuyện như vậy. Thứ nào xem nặng nhất thì phải xả bỏ trước. Cuộc đời của mình xem nặng nhất mà có thể xả bỏ được, còn những thứ khác thì rất dễ dàng cũng xả bỏ được. Cũng như trị bệnh không khác. Trong thân thể rất nhiều bệnh, xem thứ bệnh nào nghiêm trọng nhất thì chữa trị nó trước. Hành giả đẳng, ký niệm tri thử sự, tức tu thường tác ngưỡng học, tiền hiền hậu thánh, xả thân mạng ý giả. Đoạn văn khai thị này là lòng từ bi của Đại sư khuyên dạy chúng ta. Chúng ta phải lấy chư Phật Bồ Tát làm mô phạm, noi theo các ngài tu học. Lại xem tiếp đoạn văn chú sớ: hữu niệm thiên giả. Đây là nói niệm thiên là một điều sau cùng của lục niệm. Thiên là chỉ cho cái gì? Tức là thân sau cùng của bậc Bồ Tát thập địa, cho thấy niệm thiên không phải là niệm thiên nhân thông thường. Nếu chúng ta nói niệm dục giới thiên, sắc giới thiên, vậy thì sai rồi. Nếu bạn niệm thiên đó thì tương lai bạn nhất định sẽ sanh thiên. Ở đây nói thiên này là gì? Là thập địa Bồ Tát. Thập địa là từ sơ địa đến thập địa. Thập địa Bồ Tát tu hành ở nơi nào? Đại đa số là ở trên cõi trời. Vả lại đa số họ đều làm thiên vương. Trong kinh Đại Thừa nói rất nhiều, họ đều ở trên cõi trời làm thiên vương. Họ tự tu hành và độ hóa người khác. Thập địa sau cùng là Pháp Vân Địa. Từ đây về sau họ sẽ thành Phật, cũng kể là cái thân sau cùng. Bởi vì tiến lên nữa thì là Bậc Đẳng Giác Bồ Tát. Bậc Đẳng Giác Bồ Tát là hậu bổ Phật. Cho nên địa vị của Bồ Tát khi đến thập địa thì là viên mãn.
Thập Địa Bồ Tát ở trên cõi trời làm thiên vương. Thử đẳng nan hành chi hành dĩ quá, tức là nhân vị của Bồ Tát, họ tu đến địa vị này thì đã viên mãn. Tam kỳ chi kiếp dĩ siêu, sự tu hành của họ phải mất bao nhiêu thời gian, họ đã tu ba đại A Tăng kỳ kiếp mới viên mãn. Cho nên họ chứng được Pháp Vân Địa, đã chứng được Thập Địa Bồ Tát. Phật dạy chúng ta phải niệm thiên, tức là niệm cái thiên này, không phải niệm những thiên khác. Niệm công đức của họ đều viên mãn. Vạn đức chi hạnh dĩ thành, quán định chi vị dĩ chứng, tức là bậc Bồ Tát đã đạt đến địa vị cao nhất. Hành giả đẳng ký niệm tri kỷ, chúng ta nghĩ đến Thập Địa Bồ Tát tu hành ba đại A Tăng kỳ kiếp đã viên mãn, tức tự tư niệm ngã thân vô tế dĩ lai, tức là ta nhìn xem người khác, quay đầu lại tự nghĩ mình vô tế dĩ lai, tức là từ vô lượng kiếp cho đến nay, cộng tha đồng thời phát nguyện. Thì ra Thập Địa Bồ Tát không phải người khác, mà là đồng học của chúng ta từ vô lượng kiếp, không phải người khác. Đây có phải là thật hay là giả? Tuyệt đối là chân thật. Ngày nay chúng ta nhìn thấy Thập Địa Bồ Tát, họ chỉ là tu hành ba đại A Tăng kỳ kiếp thì được viên mãn. Tự chúng ta trong đời quá khứ học Phật, thời gian số kiếp là vô lượng A Tăng kỳ kiếp, không phải là ba đại A Tăng kỳ kiếp, mà là vô lượng A Tăng kỳ kiếp. Những số Bồ Tát này có phải là đồng học của chúng ta hay không? Dĩ nhiên là đồng học của chúng ta. Chẳng những số Bồ Tát này là đồng học của chúng ta, cho đến rất nhiều chư Phật Như Lai cũng là đồng học của chúng ta trong đời quá khứ. Ngày nay họ đều đã thành Phật, họ đều đã thành Bồ Tát. Còn chúng ta ngày nay vẫn còn ở trong lục đạo luân hồi sanh tử. Xưa kia chúng ta cùng với họ đồng thời phát nguyện, thì ra niệm thiên là niệm những điều này: đoạn ác hành Bồ Tát đạo. Tức là trong đời quá khứ họ đoạn ác tu thiện hành Bồ Tát đạo, tha tận bất tích thân mạng, hành đạo tấn vị, nhân viên quả thuộc chứng thánh giả, du ư đại địa vi trần. Họ làm sao tu hành được thành tựu? Vì họ dũng mãnh tinh tấn tu học, không tiếc thân mạng. Hay nói cách khác, họ thật sự có thể xả bỏ, thật sự có thể buông xuống. Cho nên quả vị của họ không ngừng nâng lên cao. Tấn vị tức là nâng cao cấp bậc. Đến ngày nay thì nhân viên quả thục họ đạt tới Pháp Vân Địa, là đỉnh cao nhất của địa vị Bồ Tát. Chứng thánh là chứng được địa vị Đại Thánh.
Bồ Tát của Pháp Vân Địa gọi là Đại Thánh. Có bao nhiêu nhân số? Du là nhiều hơn, nhiều hơn con số đại địa vi trần. Trong số đồng học của chúng ta, hiện tại đã chứng được bậc Bồ Tát Pháp Vân Địa số nhiều hơn vi trần, rải khắp trong mười phương thế giới. Nhưng ngã đẳng phàm phu nãi chí kim nhật hư nhiên lưu lãng, phiền não ác chướng chuyển chuyển tăng đa, phước về huệ vi vi, nhược đối trọng hôm, chi lâm minh kính giả. Đoạn này là nói hạng phàm phu chúng ta khi nhìn thấy bậc Bồ Tát Pháp Vân Địa thì tự mình suy nghĩ. Nay tự chúng ta vẫn còn là kẻ phàm phu, mãi cho đến ngày nay ở trong lục đạo sanh tử gọi là hư nhiên lưu lãng, hoàn toàn không có thành tựu. Cho dù chúng ta có được thân người hoặc sanh lên cõi trời, cũng luống qua một đời. Càng ngày càng nhiều phiền não ác chướng. Càng ngày càng ít phước huệ. Nếu không ra khỏi luân hồi thì nhất định là cái hiện tượng này. Nếu chúng ta không nghĩ đến chuyện này thì cuộc sống của chúng ta càng mơ hồ. Chúng ta phải biết đề cao cảnh giác, thật là đáng sợ. Sanh tử không đáng sợ, đáng sợ nhất là trầm luân trong lục đạo luân hồi. Trọng hôn là thí dụ, tức là lúc hôn muội mờ ám ở trước mặt kiến cũng không thấy được rõ ràng. Hốt tư thổn thử sự, bất thắng tâm kinh bi tháng giả tai. Nghĩa là hốt nhiên nghĩ đến sự thật này thì rất tự nhiên trong tâm đề cao cảnh giác, liền sanh lòng từ bi. Bởi vì từ vô lượng kiếp cho đến nay chưa có thành tựu lòng từ bi, may mà ngày nay lại gặp được pháp duyên thù thắng như vậy. Quả nhiên trong đời này mà có thể nắm lấy cơ hội tốt như vậy, hết lòng nỗ lực mà tu học mới mong theo kịp, vẫn còn có thể theo kịp. Đặc biệt là pháp môn tịnh độ, y theo pháp môn này mà tu học thì có thể theo kịp. Đây là một chuyện rất đáng vui mừng. Chúng tôi giảng đến đoạn này, xin quý vị xem trang thứ nhất. Chúng ta xem phần kinh văn. Bởi vì đã giảng thời gian lâu dài, giảng đến đoạn văn nào? Giảng đến hàng thứ tư. Đoạn văn ở hàng thứ tư, một câu sau cùng: tam giả tu hành lục niệm,
Chúng tôi đã giảng xong phần tu hành lục niệm. Bây giờ lại xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây. Không cần xem phần chú giải cũng không sao. Đoạn kinh văn thứ 7: hồi hướng phát nguyện, nguyện sanh bị quốc. Tức là phần trước nói rõ phát ba cái tâm. Và ba hạng chúng sanh đều được vãng sanh. Hạng thứ nhất là lòng từ bi không dứt, đầy đủ giới hạnh. Hạng thứ hai là đọc tụng kinh điển Đại Thừa Phương Đẳng. Hạng thứ ba là tu hành lục niệm. Cho nên trong đoạn kinh văn này tổng cộng nói cho chúng ta biết 6 sự việc. Trong 6 sự việc này là dạy phải viên phát tam tâm, nhất định phải phát đủ 3 cái tâm. Kế đến là dạy 3 thứ tu học, đều là thuộc về trợ tu. Muốn tu một thứ cũng được. Thế như có người chuyên tu lòng từ bi không giết, đầy đủ giới hạnh, ở phần trước đã trình bày cho quý vị rồi. Chuyên tu một thứ cũng được. Hoặc là chuyên môn đọc tụng kinh điển Đại Thừa, hoặc là chuyên tu lục niệm, hoặc là tu hai thứ cũng được, hoặc là tu hết cả 3 cũng có thể được. Nhưng bạn nhất định phải hồi hướng, phải đem những công đức đoạn ác tu thiện của bạn hồi hướng cầu sanh tịnh độ, thì gọi là nguyện sanh bị quốc. Đoạn kinh văn thứ 8: cụ thử công đức nhất nhật nại chỉ thất nhật, tức đắc vãng sanh. Đây là nói rõ cho chúng ta biết tu học pháp môn này phải mất bao nhiêu thời gian. Trong kinh bảo với chúng ta rằng những người thượng căn tu học trong đời này, trong suốt đời, tức là ta sống một ngày thì ta tu một ngày. Trong kinh nêu ra thí dụ thượng tận bá niên, tức có nghĩa là 100 năm là một đời. Mỗi ngày tu hành không có gián đoạn. Chúng ta thường nói không xen tạp, không gián đoạn. Dĩ nhiên là cần phải có thời gian tu học và cần phải có hoàn cảnh tu học. Hay nói cách khác, cần phải có phước báo. Không có phước báo thì không được, không có phước báo thì không có thời gian. Nếu công việc của chúng ta rất nhiều, rất bận rộn, không thể mỗi ngày tu hành. Vì muốn mỗi ngày có công phu tu hành, trong lúc bận rộn cũng có thể rút một ít thì giờ để dụng công. Cho nên cổ đại đức dạy cho chúng ta tu thập niệm pháp. Thời gian tu thập niệm pháp không dài, khoảng chừng 5 phút mà thôi. Cho dù bạn rất bận rộn, nhưng thời gian 5 phút cũng có thể rút ra được. Buổi sáng thức dậy tu thập niệm pháp. Tu thập niệm pháp là trì danh hiệu Phật, tức niệm A Di Đà Phật.
Niệm hết một hơi gọi là một niệm. Trong một hơi không hạn chế niệm bao nhiêu câu Phật hiệu. Hơi của mỗi một người dài ngắn khác nhau, cho nên không hạn chế nhiều hay ít. Chỉ cần niệm hết một hơi gọi là một niệm. Cũng không được nhiều hơn, cũng không được ít hơn, phải niệm đúng 10 hơi. Bạn không được tăng thêm, ta niệm 20 hơi, không được như vậy. Tại vì sao không được? Vì tu tập niệm pháp, nếu kéo dài thời gian thì sẽ có hại thân thể. Đích thật sẽ làm hại thân thể, cho nên nhất định là 10 niệm. Thì bạn cứ cứ thành thật mà niệm 10 hơi. Thế nhưng lúc bạn niệm 10 hơi thì phải buông bỏ hết tất cả thân tâm thế giới, trong tâm không được nghĩ cái gì khác, chỉ chuyên tâm nhớ Phật, niệm Phật. Nếu bạn trong lúc niệm Phật mà còn có vọng tưởng xen tạp vào trong thì công phu của bạn đã bị phá hoại. Cho nên lúc bạn niệm Phật không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Đây là 10 hơi không gián đoạn. Lúc niệm Phật không có vọng tưởng, điều này rất là quan trọng. Buổi sáng thức dậy tu một lần, buổi tối trước khi đi ngủ lại tu một lần. Trong suốt đời mỗi ngày tu không gián đoạn, cũng là phù hợp với trong kinh Vô Lượng Thọ dạy nhất hướng chuyên niệm. Chúng ta sớm hôm đều tu thập niệm pháp, chưa từng có gián đoạn, cũng là phù hợp với lời dạy trong kinh. Nếu như lúc nhàn rỗi, tức là lúc về hưu không còn làm việc nữa, lúc đó tự mình có nhiều thì giờ, khóa tụng của chúng ta có thể kéo dài. Sự đọc tụng lâu một tí nhưng vẫn là niệm Phật làm chủ. Thông thường trước khi niệm Phật thì tụng kinh, hoặc là cộng thêm niệm chú. Trong pháp môn Tịnh Tông của chúng ta là thường thường đọc kinh Vô Lượng Thọ và niệm chú vãng sanh. Thông thường trong nghi thức niệm Phật, trước tiên đọc một biến kinh A Di Đà và niệm ba biến chú vãng sanh, sau đó thì niệm Phật. Dụng ý của đọc kinh niệm chú ở tại đâu? Dụng ý là ở tại thu nhiếp tâm, vì cái tâm này tán loạn. Đọc một biến kinh thì cái tâm này sẽ định lại. Cho nên mục đích của đọc kinh là thu nhiếp tâm. Niệm Phật nhất định phải dùng tâm trí thành mà niệm, phải nhất tâm sinh niệm, không thể dùng tán tâm sinh niệm. Nếu dùng tán tâm sinh niệm thì không thu hoạch được hiệu quả. Nhất định phải nhất tâm sinh niệm. Cho nên đọc một biến kinh A Di Đà, niệm ba biến chú vãng sanh là thu nhiếp tâm, tác dụng là ở tại đây. Một người thường thường niệm Phật thì tâm của họ rất yên lặng, rất định, không có tán loạn. Họ có thể không cần đọc kinh, chỉ niệm Phật thì được rồi. Cho nên có rất nhiều vị cổ đại đức, một ngày họ niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu. Đó là khóa tụng hàng ngày của họ. Họ cũng không có đọc kinh, cũng không niệm chú. Cách dụng công như vậy là sau khi về hưu không còn làm việc mới có thể thực hành được. Lúc mới bắt đầu, một ngày bạn niệm 1 vạn tiếng, 2 vạn tiếng, 3 vạn tiếng, dần dần niệm tăng thêm. Phát tâm không nên quá dũng mãnh. Nếu lúc mới phát tâm mà niệm 10 vạn tiếng, đến ngày thứ 2 thì không niệm được, giảm xuống 8 vạn, đến ngày thứ 3 lại giảm xuống 5 vạn,
thì là thối chuyển. Như vậy không tốt, không phải là hiện tượng tốt. Thà là phát tâm ít một tí, dần dần niệm tăng thêm, đây là hiện tượng tốt. Chúng ta không thể không biết, không biết cách dụng công này. Nhất nhật, thất nhật, đây là nói một ngày hay bảy ngày. Thông thường bảy ngày là đã Phật thất, tức là chuyên niệm Phật bảy ngày. Tại trong xã hội hiện nay chỉ lợi dụng những ngày nghỉ lễ để tu niệm Phật thất. Có thể trong bảy ngày nghỉ lễ tu niệm Phật thất, trong bảy ngày này phải cố gắng mà niệm Phật để thu nhiếp cái tâm. Cách tu niệm Phật thất vô cùng có hiệu quả. Nếu không có 7 ngày niệm Phật, niệm 5 ngày cũng được, hoặc 3 ngày cũng được, hoặc niệm 1 ngày cũng được, nghỉ được 1 ngày thì so ra nhiều hơn. Được nghỉ thời gian dài thì ít, nghỉ thời gian ngắn thì nhiều. Bạn có những ngày nghỉ này phải cố gắng mà niệm Phật. Dụng công như vậy là đem sự lợi ích cho mình. Niệm Phật là thù thắng nhất. Niệm Phật là thật sự có lợi cho mình. Không nên bỏ lỡ cơ hội luống qua. Thật là rất đáng tiếc. Cho nên đoạn văn này là nói tu hành thời gian dài hoặc là ngắn. Đoạn kinh văn thứ 9, sanh bị quốc thời, thử nhân tinh tấn dũng mạnh cố, A-di-đà Như Lai, giữ quang thế âm đại thế chí, vô số hóa Phật, bá thiên tỳ kheo thanh văn đại chúng, vô lượng chư thiên, thất bảo cung điện, quang thế âm Bồ Tát, chấp kim cang đài, giữ đại thế chí Bồ Tát, chí hành giả tiền, A Di Đà Phật phóng đại quang minh, chiếu hành giả thân, giữ chư Bồ Tát thọ thủ nghìn tiếp, Quan Thế Âm đại thế chí, giữ vô số Bồ Tát tán thán hành giả, khuyến tấn kỳ tâm. Đoạn kinh văn này là nói trạng huống lúc đó người niệm Phật vãng sanh. Đó là sự mong cầu một đời của người niệm Phật, tức là lúc họ sắp mạng chung, nhìn thấy Phật đến tiếp dẫn. Sanh bị quốc thời là lúc vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Câu này nói rất rõ ràng là nguyện vọng một đời của người niệm Phật, tức là họ hy vọng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thử nhân tinh tấn dũng mãnh cố. Câu này rất quan trọng. Đây là điều kiện của họ có thể được vãng sanh. Đặc biệt là sanh vào thượng phẩm thượng sanh. Họ suốt đời tu hành, nếu họ không tinh tấn dũng mãnh thì làm sao có thể đạt đến phẩm vị cao nhất. Hai chữ tinh tấn này rất quan trọng. Tấn là tiến tới không thụt lùi. Tinh là thuần nhất không tạp, thì gọi là tinh tấn. Tinh tấn tu hành là vô cùng khó khăn. Chân tinh tấn tức là trong Phật môn thường nói lão thật niệm Phật. Quý vị nên biết, người thành thật là chân tinh tấn. Có người học Phật, họ muốn đọc kinh,
họ cũng muốn tham thiền, cũng muốn học niệm chú, cũng muốn học thọ trì giới, lại còn muốn học làm pháp hội. Họ tu cách đó là tạp tấn, không phải tinh tấn, mà là tạp tấn, là loạn tấn. Tu cách đó không gọi là tinh tấn, mà gọi là không thành thật. Cho nên những người thành thật niệm Phật là thâm nhập một môn. Bộ kinh điển này là của chúng ta tín ngưỡng y cứ. Nhưng vì chúng ta đối với bộ kinh này còn hoài nghi không tin, cho nên phải đọc kinh, thâm nhập kinh tạng và nghiên cứu ngũ kinh nhất luận. Những bộ kinh địa kinh luận của Tịnh độ, nếu chúng ta đã thật sự tin rồi, không còn hoài nghi nữa đối với những bộ kinh luận này, thì chúng ta không cần đọc tụng nghiên cứu nữa. Cho nên đến cuối cùng chỉ niệm một câu Phật hiệu, bốn chữ A Di Đà Phật, đó gọi là chân tinh tấn. Tức là trong suốt đời này, thời thời khắc khắc, luôn luôn nhớ niệm danh hiệu A-di-đà Phật. Công đức danh hiệu thật là không thể nghĩ bàn. Nhưng vì ngày nay, lòng tin của chúng ta không kiên cố, vẫn còn bị lay động, cho nên phải đọc tụng, nghiên cứu những bộ kinh luận này. Thì cũng như chúng ta muốn đi đến nơi nào, trước khi lên đường thì phải chuẩn bị, tìm xem đi con đường nào, phải hiểu rõ con đường bạn đi, rồi họa ra bản đồ, bắt đầu từ chỗ nào khởi hành. Sau khi đã lên đường thì không cần những thứ đó nữa, những thứ đó đã trở thành quá khứ. Cho nên thật sự người tu hành suốt đời chỉ niệm một câu Phật hiệu, họ chuyên tu không xen tạp, thì gọi là tinh tấn. Những người chân tu như vậy, khi họ vãng sanh, dĩ nhiên là phẩm vị rất cao. Chẳng những họ tu tinh tấn, mà là dũng mãnh tinh tấn. Họ đều có thể vượt qua tất cả chướng nạn, thì gọi là dũng mãnh tinh tấn. A Di Đà Như Lai, đây là nói lúc họ được vãng sanh, chính Phật đến nghinh tiếp họ, tức là A Di Đà Phật đến tiếp dẫn họ. Và Quan Thế Âm Đại Thế Chí Vô Số Quá Phật cũng đến nghinh tiếp họ. Thông thường trong kinh nói, những người nào lúc vãng sanh vào thượng phẩm thượng sanh thì họ nhìn thấy vô số quá Phật. Cho nên lúc tự mình đang vãng sanh, nếu nhìn thấy trong hư không, tất cả đều là chư Phật đến nghinh tiếp, thì bạn đã biết được nhất định là thượng phẩm thượng sanh. Nếu bạn nhìn thấy 1000 vị Phật đến nghinh tiếp, thì nhất định là thượng phẩm trung sanh. Còn như nhìn thấy 500 vị Phật là thượng phẩm hạ sanh. Cho nên lúc bạn nhìn thấy vô số chư Phật đến nghinh tiếp bạn, đó nhất định là thượng phẩm thượng sanh. Lúc sắp lâm chung, bạn sẽ nhìn thấy rất rõ ràng. Bá thiền tỳ kheo thân văn vô lượng chư thiên, tức là lúc bạn lâm chung nhìn thấy vô số Bồ Tát, 10000 tỳ kheo thân văn và vô lượng chư thiên. Ở phần trước đã trình bày cho quý vị rồi, số người này đều là có duyên với bạn. Nếu không có duyên thì họ sẽ không đến tiếp dẫn. Thật ra bạn cũng không ngờ được sao lại có duyên với nhiều người như vậy. Nhưng đến lúc lâm chung thì bạn sẽ không cảm thấy kỳ lạ. Tại vì sao? Vì trong kinh có nói rất rõ ràng, lúc Phật đến tiếp dẫn bạn thì A Di Đà Phật sẽ phóng quang chiếu bạn.
Phật quang vừa chiếu thì bổn nguyện oai thần của Phật gia trì cho bạn. Khi vừa được gia trì thì nghiệp chướng của bạn đã tiêu trừ và bản năng của bạn khôi phục lại. Bản năng tức là chúng ta thường gọi là lục thông, tức sáu thứ thần thông. Trong 48 lời nguyện cũng có nói, có thiên nhãn thông, có thiên nhĩ thông, có tha tâm thông. Sáu thứ thần thông này đều đã khôi phục lại. Bạn hãy xem số chư Phật Bồ Tát này và hàng thanh văn đại chúng, thì ra số chư Bồ Tát thanh văn này là đồng tham đạo hữu của bạn trong đời quá khứ. Họ cũng là thân nhân quyến thuộc của bạn. Thì ra họ sớm đã vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hôm nay ta được vãng sanh thì họ rất vui mừng, đi theo A Di Đà Phật đến để tiếp, để nghinh tiếp ta. Đó là đạo lý như vậy.